Con này là con cuối cùng của lô cũ luôn em. Và hiện tại trong cửa hàng thì cũng không còn mấy cái Kawasaki T-Line nào luôn. Rồi vừa rồi đứt hàng vui lắm, có nhiều chỗ ví dụ như bỏ hàng thì bỏ hàng cho người ta, xong rồi thì không có hàng bán thì phải mua ngược lại của người ta nữa, bởi vì không có hàng để bán lẻ luôn anh em. Ok, xin chào tất cả anh em ha, chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì trước mặt anh em ai thì đang có một con máy cỏ Kawasaki T-Line 3 anh em. Con này thì Thiện chốt cho anh Dũng ở trong Bắc Đắk Lắk nha. Và con máy này là con máy cuối cùng của lô hàng cũ luôn em, có nghĩa là vẫn là giá cũ là con này là 5.9 triệu, miễn phí vận chuyển, tặng anh em một chai nhớt Echo, một ổ cước cải tiến, một lọc gió nỉ, 4 lọc gió mút và nửa cái cước Sprite Đài Loan nha. Thì con này là con cuối cùng của lô cũ luôn em. Và hiện tại trong cửa hàng thì cũng không còn mấy cái Kawasaki T-Line 3 nào luôn. Và tầm khoảng ngày mai, nhanh thì ngày mai, chậm thì ngày mốt, thì Thiện sẽ có hàng trở lại và lô mới. Giá bên hãng thông báo là tăng tới 150.000 cho một máy nha anh em. Hiện tại tất cả các máy Kawasaki T-Line 3 của tất cả các loại cần về Việt Nam mình đều tăng giá từ 150 đến 250. Thậm chí thì nghe thông tin cần Vunga nó tăng tới 200-250 luôn. Nói chung là cái đó thì Thiện không có làm, thì không rõ này, nhưng mà Thiện nghe đang phán là vậy. Nhưng mà nói chung là giá hiện tại nó đã tăng. Tất cả các máy Kawasaki T-Line 3 hiện tại đều tăng hết nha anh em, không riêng gì về cái cần Moto Yamaha Pro này hết nha. Và nhà nhập khẩu á, thì họ thông báo là tăng tầm 150. Thì anh em biết là hiện tại giá cho anh em là 5.9 triệu. Thì tương lai tầm 2-3 ngày nữa thì Thiện sẽ có chính xác và Thiện sẽ cập nhật giá cho anh em. Thì lúc đó nó sẽ tầm khoảng 6 triệu hoặc là 6.50 triệu ha. Nếu tốt thì là 6 triệu anh em ha. Thì nó sẽ tăng 100.000 so với hiện tại. Còn xui xui thì là 6.050 triệu nha. Để anh em mình nắm kỹ cái giá trước. Và ngoài ra bên Thiện vẫn hỗ trợ quà tặng cho anh em là một chai nhớt Echo, một ổ cước cải tiến, một cái lọc nỉ rin và 4 lọc mút, kèm theo là nửa cái cước Sprite Đài Loan nha. Nói chung là quà tặng cho anh em thì vẫn đầy đủ hết nha, chỉ có tăng giá cái máy thôi nha anh em. Rồi giờ thì con này thì anh khách này ảnh nhờ đô la luôn anh em, nên Thiện sẽ lắp cần và lắp một bên tay ga, để tí nữa Thiện xuống nhà sau á Thiện treo lên Thiện đô la nha. Giờ bơm xăng để anh nổ thử anh em nghe tham khảo nha. Còn về Kawasaki T-Line 3 này thì chắc anh em quá rành luôn rồi, bởi vì con mẫu này là mẫu cái máy có thể nói là hot nhất ha, bán chạy nhất trong tất cả máy hàng hãng luôn á anh em ha. Anh em xem cái độ hot của nó thì anh em thấy là ở thời điểm hiện tại nè, cho đến tầm khoảng vài ngày trước nó đứt hàng á anh em, thì xôn xao cái việc hàng hóa về T-Line 3 luôn. Bởi vì đứt hàng mà không phải đứt một hiệu anh em, có nghĩa là T-Line 3 này về Việt Nam mình với ba nhà nhập khẩu và đứt hết cả ba nhà nhập khẩu luôn ha, nên hàng mới bắt đầu là cực kỳ khan hiếm luôn anh em. Rồi vừa rồi đứt hàng vui lắm, có nhiều chỗ ví dụ như bỏ hàng thì bỏ hàng cho người ta, xong rồi thì không có hàng bán thì phải mua ngược lại của người ta nữa, bởi vì không có hàng để bán lẻ luôn anh em. Rồi ok, đơn giản là vậy thôi ha. Còn về Kawasaki T-Line 3 thì chắc không cần giới thiệu về công suất hay piston này nọ rồi đúng không? Anh em quá rõ rồi. Nó dùng chế Web Pro, mâm điện là Akira nha anh em, mâm điện IC điện Akira, bảo hành cho anh em 6 tháng nha. Rồi, anh em nào quan tâm về con máy Kawasaki T-Line 3 này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện, hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em về tư vấn kỹ hơn về mẫu này. Để anh em biết thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để mỗi lần mà Thiện ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm Thiện nha anh em. Xin cảm ơn cả anh em mà xem video, hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo nha.